Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 80 token có cái hiệu loại sao Vin. Thì trước kia mình đã hướng dẫn các bạn tham gia GO2 các bạn, thì con này GO3 các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình sẽ làm start chatbot các bạn. Thì mình cũng đã mua IGO của token sao Vin này nè các bạn. Mua 400 token này các bạn. Rồi sau khi bạn bấm nút start xong thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter cho Twitter nè, bot nè, cái này khá là ngon nên các bạn làm tiền các bạn. Đó. Tập càng này nó nói sẽ là vào ngày 3/7 sẽ đi sang Banke Swap mà. Rồi các bạn dính chặn như Twitter đi các bạn đang về các bạn vào đi cho chắc ăn các bạn. Mình rất thích là dự án này luôn các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo các bạn join cái group nè. Rồi, tiếp tục còn chuyển tiếp kênh trailer nữa các bạn. Rồi, bấm nút chat. Rồi, bấm số này đớp các bạn. Rồi, các bạn lưu cấp trang các bạn. M-A-B. Ui. Rồi, các bạn bấm vào mục submit tên nữa các bạn. Rồi. Này thì mình đã join rồi hết các bạn. Rồi các bạn điền lưu xin em Telegram của các bạn đã join rồi ai gấp các bạn. Này làm kênh Telegram kia được người ta ơi. À cộng 5 số 2 nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile Twitter mình nha các bạn. Kèo này mình khẳng định với các bạn là một kèo ngon 100% các bạn. Các bạn nhấp ba gạch nhấp vào hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lên review post nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter các bạn ra nè. Các bạn chia sẻ các bạn ra tweet nè. Rồi các bạn ra cho post tiếp tục các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB sở Matt Chain trên chocolate hoặc là dùng địa chỉ MetaMask ETH. Rồi các bạn copy địa chỉ của mình dán vô đây các bạn. Rồi, các bạn bấm vào Balance để check số cộng cũng được các bạn. Mình đã nhận được 80 token giao viên này các bạn. Thì nó trong chương trình bán hàng VCL Line này các bạn. Khi các bạn mua VCL nó tặng 25% boy cho các bạn. Thì mình mua minimum là 25 USDT ăn lên nha các bạn. Thì để mua được VCL con này thì các bạn nhấp vào đường link này các bạn. Thì hiện tại nó bán một token bằng 0.4 đô. Ở khi lịch sàn mà Banke Swap là một token bằng 0.4 đô. Thì các bạn nhấp vào một sorry. Thì các bạn copy con sắt này nè các bạn gửi cho nó trên 25 USDT các bạn, thì các bạn có thể send cho nó bằng GBNB BUSDT nha các bạn. Thì tự động nó sẽ gửi gì token gì cho các bạn nha các bạn. Withdraw, bấm cái tin lên ghép gì xem về những thằng withdraw cho người máy đi. Ui. Thì hiện tại có nói nè bạn, dòng 1. Dòng 1 và dòng 2 nó thì nó sẽ phân phối vào từ ngày 7/7 nha bạn, còn cái 3 nó sẽ phân phối vào ngày 20/7 nha các bạn. Rồi, ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 80 token giao viên nên cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.